Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với Điểm tin 24 giờ của Tamda Media được phát sóng vào lúc 20 giờ hàng ngày. Điểm tin hôm nay ngày mùng 4 tháng 11 sẽ có những tin đáng chú ý ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Các nhà sản xuất và cửa hàng cảnh báo giá thực phẩm sẽ tăng 10% do chi phí năng lượng tăng. Ít nhất 128 người chết vì động đất mạnh ở Nepal, thủ đô Ấn Độ cũng rung lắc. Tại Liên hợp quốc, Việt Nam khẳng định chống lại mọi hình thức áp đặt đơn phương và cấm vận đối với quốc gia có chủ quyền, đồng thời cùng cộng đồng quốc tế phản đối lệnh cấm vận với Cuba. Kính thưa quý vị, chi phí cho năng lượng tăng cũng có thể làm tăng giá thực phẩm lên 10%. Đây là cảnh báo đến từ các nhà sản xuất và các cửa hàng. Điều này có nghĩa là người tiêu dùng sẽ không cảm nhận được mức giảm 3% DPH từ tháng 1 năm sau. Chỉ mới gần đây các cửa hàng và các nhà sản xuất đều đổ lỗi cho nhau khi giá thực phẩm tăng cao nhưng hiện nay mọi thứ đã thay đổi. Các nhà sản xuất lương thực và các cửa hàng đều có một kẻ thù chung, đó chính là năng lượng. Theo Chủ tịch của Hiệp hội Thương mại và Du lịch Thomas Proza, thì các công ty tại Séc có giá năng lượng thuộc dạng đắt đỏ nhất châu Âu và điều này khiến họ khó cạnh tranh và phải chịu áp lực cạnh tranh lớn từ nước ngoài. Ngoài ra, các nhóm chi phí cũng đều tăng khiến họ không còn không gian để giảm giá. Tuy nhiên, các nhà kinh tế học lại không bi quan như vậy. Họ cho rằng các cửa hàng đang chỉ viện cớ để không phải phản ánh mức giảm thuế DPH 3% đối với thực phẩm vào năm sau chuyên gia kinh tế Vít Horayu cho biết, cứ vào năm mới sẽ luôn có các lý do tại sao lại bị tăng chi phí và không thể giảm giá. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Marek Viborny đứng về phía các nhà kinh tế và ông không hy vọng chi phí năng lượng sẽ được phản ánh trong giá thực phẩm cuối cùng được bán ra. Việc mở rộng đường cao tốc D5 trên đoạn đường đông đúc giữa Beron và Praha từ 2 làn lên 3 làn mỗi hướng được lên kế hoạch sau năm 2028. Bộ trưởng Giao thông vận tải Martin Kupka cho biết trong phát biểu của mình trước các nhà báo ở Lojenice vùng Beron, nơi các công nhân xây dựng đã hoàn thành việc tái thiết đường cao tốc đến rút ná. Vào năm 2025, việc sửa đổi nút giao thông với D5 trên đường Vành Đai Praha sẽ bắt đầu. Bộ trưởng Kupka cho biết công việc xây dựng sẽ có thể bắt đầu vào năm 2025 và 2026 và theo kế hoạch thì sau năm 2028 sẽ bắt đầu việc mở rộng xa lộ tại đoạn giữa Berov và Praha. Cao tốc D5 giữa Beron và Braha là một trong những đoạn đông đúc xe cộ nhất xét. Chính vì điều này mà nhiều năm rồi chính phủ muốn lên kế hoạch mở rộng. Hiện nay việc sửa chữa D5 tại đoạn km số 5 và số 10 đã được hoàn thành. Công việc bắt đầu vào tháng 5 và đã tốn 450 triệu koron chưa tính thuế giá trị gia tăng và đã hoàn thành sớm hơn một tuần so với dự kiến. Lệnh hạn chế giao thông sẽ kết thúc vào cuối tuần. Đoạn đường D5 sầm uất trước Praha sẽ hoàn toàn có thể đi qua được vào Chủ nhật. Việc sửa chữa d năm bao gồm việc thay bề mặt làn đường bên trái và bên phải, sửa chữa các cầu trên đường cao tốc, sửa lại hệ thống thoát nước, củng cố lại lề đường. Ngoài ra, cao tốc còn được trang bị thêm cảm ứng thời tiết, đổi camera giám sát và vẽ lại vạch kẻ giao thông. Kính thưa quý vị, các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Brno đã thử một phương pháp điều trị đặc biệt. Một bệnh nhân 9 tuổi có khối u hạch ác tính đã được điều trị bằng liệu pháp gen bởi các biện pháp hóa trị thông thường đã không thành công. Quy trình mới rất phức tạp và cần sự hỗ trợ của nhiều nhân sự cùng với sự giám sát của Ủy ban Đạo đức. Đây là một loại liệu pháp mới chưa được kiểm chứng và được tài trợ bởi các nhà nghiên cứu. Bé Sharka 9 tuổi mắc bệnh ung thư hạch lipo Burkitt việc điều trị thông thường không thành công đối với Sharka. Cô bé đã không thể đánh bại căn bệnh ung thư hạch bằng hóa trị. Đó là lý do tại sao các bác sĩ đã thử nghiệm phương án khác gọi là liệu pháp gen. Mọi việc bắt đầu rất lặng lẽ, sau đó vào tháng 2 siêu âm cho thấy Sharka có khối u ở bụng. Đây là lần đầu tiên một bệnh nhân trẻ em bị ung thư hạch tại Séc áp dụng phương pháp điều trị này. Cô bé được đưa vào thử nghiệm lâm sàng với tư cách là người thứ 8 trên thế giới các bác sĩ sẽ lấy tế bào bạch hầu của cô bé, gửi chúng đi để chỉnh gen, sau đó các tế bào được trả lại và truyền cho bệnh nhân. Hiện Sharka đang được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ để phát hiện các tác dụng phụ có thể xảy ra. Cho đến hiện tại mọi thứ vẫn ổn, Sharka có thể sẽ được xuất viện vào tuần tới, sau đó cô bé sẽ đợi nửa năm để có kết quả đầu tiên. Theo các bác sĩ, nếu ung thư không quay trở lại trong vòng 9 tháng, nó sẽ được chữa khỏi và phương pháp này có thể giúp được những bệnh nhân tương tự trong tương lai. Mỗi năm, có hàng chục bệnh nhân trẻ em tại Séc phải điều trị khối u như vậy. Trong vài ngày, khối u có thể phát triển to bằng nắm tay hoặc thậm chí bằng đầu của một đứa trẻ. Kính thưa quý vị, người dân ngày càng phàn nàn nhiều về cái gọi là hộp bí ẩn, tức là các món đồ bất ngờ. Họ đặt hàng với niềm tin chúng là những món đồ chất lượng, nhưng khi hàng về thì lại là những thứ vô giá trị. Trong mùa Giáng sinh cận kề đã bắt đầu xuất hiện, các kiện hàng giả yêu cầu người nhận trả tiền khi nhận hàng, những kẻ lừa đảo lợi dụng thời điểm mọi người đặt mua quà nhiều hơn. Và bà Libuche ở Brno đã gặp phải tình huống như vậy và đã chia sẻ câu chuyện của mình với tòa soạn báo Bravo. Bà Libuche đã trả cho người giao hàng 2.100 kron cho gói hàng được giao, nhưng trong đó không phải là món hàng mà bà đã đặt. Những trường hợp như vậy cũng đã được cảnh sát ghi nhận từ những năm trước, nếu kẻ phạm tội bị bắt, sẽ phải đối mặt với án tù 2 năm vì tội lừa đảo. Cơ quan thanh tra thương mại xét hiện đang giải quyết hàng chục khiếu nại về cái gọi là hộp bí ẩn. Người dân có thể mua chúng trên Internet dưới các tên, lô hàng chưa được giao, gói hàng đầy đủ nội dung bí ẩn hoặc gói hàng bất ngờ. Tuy nhiên, không phải người nào cũng nhận được món đồ ưng ý. Nhiều khách hàng chỉ nhận được những món đồ vô giá trị trong hộp bí ẩn và phải trả hàng trăm coron cho nó các thanh tra cảnh báo người tiêu dùng nên cân nhắc việc mua hàng và nên mua bán từ những công ty đã được chứng minh, bởi nếu không họ có thể gặp phải những trường hợp không thể khiếu nại hay trả lại hàng trong thời hạn pháp lý. Chủ cửa hàng ăn nhanh Popes ở Louisiana đã chính thức khai trương chi nhánh đầu tiên tại Séc nằm ở thủ đô Praha. Những người yêu thích các món gà có thể thưởng thức không chỉ món bánh sandwich huyền thoại mà còn có thể thưởng thức các miếng khoai tây chiên với phô mai. Ba khách hàng đầu tiên đã được miễn phí thực đơn cả năm và 100 khách hàng tiếp theo cũng được nếm thử món sandwich gà huyền thoại miễn phí. Vào 10 giờ sáng hôm qua, ông chủ của cửa hàng Popeyes đã cắt băng khánh thành và chào đón những khách hàng đầu tiên. Vì khách hàng đầu tiên sẽ nhận được bữa ăn menu miễn phí cả năm. Nhưng trước khi đến giờ mở cửa, khách hàng đã đứng đợi ở bên ngoài cửa hàng và tạo thành hàng dài người đứng chờ. Có người thậm chí đã đứng chờ tới 26 giờ đồng hồ. Nhà hàng Popeyes nổi tiếng về các món gà nằm ở khu vực phía trên quảng trường Václav và có hai tầng dành cho hơn 100 chỗ ngồi. Chi nhánh này nằm ngay cạnh KFC. Popeyes có kế hoạch mở thêm hai chi nhánh nữa trong vài tháng tới. Chi nhánh thứ hai sẽ mở tại khu bán lẻ Estelle Chavez trên xa lộ D7 ngày 7 tháng 12, chi nhánh thứ 3 là ở trung tâm Brno vào đầu năm tới. Kính thưa quý vị, vào đêm qua, tại vùng núi Sumava đã đón trận tuyết đầu tiên của năm. Tại đỉnh Platni đo được 10cm tuyết. Trong ngày hôm nay, tuyết tiếp tục rơi tại Krakonoshe và ở một số dãy núi như Orlitske, Rychlebské ở dãy núi Kralitske Snezhnik và dãy núi Yesenyiki. Trời sẽ mưa rất to vào đêm thứ Bảy và cũng có tuyết rơi ở những nơi cao nhất. Theo ghi nhận vào sáng hôm qua và sáng ngày hôm nay, trên các ngọn núi xe đã xuất hiện những lớp tuyết dày tới 15 cm. Tuy nhiên, tuyết chỉ rơi trên những khu vực cao trên 1.200 m. Ở những khu vực phía dưới không có tuyết nhưng có mưa. Những thay đổi đột ngột về áp suất không khí hiện tại có thể gây ra nhiều vấn đề, đặc biệt là đối với những người nhạy cảm về thời tiết hoặc những người bị huyết áp thấp. Chẳng hạn như sẽ gây đau đầu, đau khớp, khó chịu, mệt mỏi và một số người có thể bị khó ngủ. giặt rũ đơn giản hơn cùng Bonus 3 trong 1. mỗi ít nhất 10 cút bột giặt Bonus các loại. Khách hàng giữ hóa đơn và truy cập vào website tandafoods.eu gạch chéo Bonus để tham gia bốc thăm trúng thưởng. Giải nhất, 10 set bàn phím, tai nghe và chuột đến từ thương hiệu Razer. Giải phụ 10 hộp bột giặt Bonus. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 tại chi nhánh Praha, Brno và Ustinataben và dịch vụ tầm express.eu. Thông tin chi tiết xin truy cập website tandafoods.eu gạch Kính thưa quý vị, ít nhất 128 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi một trận động đất mạnh xảy ra ở khu vực Iyarkot của Nepal, cách thủ đô Kathmandu khoảng 500 km về phía Tây hôm 3 tháng 11. Theo Trung tâm Địa chấn Quốc gia Nepal, trận động đất xảy ra vào lúc 23 giờ 47 theo giờ địa phương và mạnh 6,5 độ Richter. Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức cho rằng trận động đất mạnh 5,7 độ Richter, còn cơ quan khảo sát địa chất Mỹ xác định là 5,6 độ Richter. Reuters dẫn lời các quan chức địa phương cho biết không thể thiết lập liên lạc với khu vực gần tâm chấn động đất ở Yayakot. Đây là một huyện đồi núi bao gồm nhiều ngôi làng nằm rải rác trên các ngọn đồi hẻo lánh và có dân số khoảng 190.000 người. Các đội ngũ cứu hộ cứu nạn đang phải dọn dẹp những con đường bị tắc nghẽn do lở đất để đến các khu vực bị ảnh hưởng. Các nhân chứng kể rằng nhiều ngôi nhà và công trình xây dựng đã bị đổ sập hoặc hư hại trong sự cố ít nhất 128 nạn nhân được xác định đã tử vong và nhiều người khác được đưa vào bệnh viện điều trị các vết thương. Số lượng thương vong dự báo sẽ tiếp tục tăng thêm. Trận động đất đã làm rung chuyển các tòa nhà tận New Delhi, Ấn Độ, cách đó khoảng 600 km. Video trên mạng xã hội X trước đây gọi là Twitter cho thấy nhiều người chạy ra đường khi người dân trong một số tòa nhà được sơ tán. Thủ tướng Kamal Kamadahan của Nepal đã bày tỏ thông điệp chia buồn sau những thiệt hại về người và tài sản trong trận động đất, đồng thời yêu cầu các cơ quan an ninh triển khai công tác cứu hộ và cứu trợ ngay lập tức. Ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương sau vụ không kích nhằm vào xe cứu thương bên ngoài bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất ở Gaza. Quân đội Israel đã lên tiếng thừa nhận đứng đằng sau vụ tấn công trên theo phía israel tại thời điểm xảy ra vụ tấn công chiếc xe này được các tay súng hamas sử dụng ở khu vực gần chiến sự trong khi đó giới chức y tế palestine ở gaza cho biết chiếc xe cứu thương gặp nạn khi đang vận chuyển những người bị thương từ thành phố gaza đến phía cửa khẩu rafah ở phía nam tổ chức y tế thế giới đã ra tuyên bố bày tỏ hoàn toàn sốc trước vụ tấn công của israel đồng thời khẳng định bệnh nhân nhân viên y tế cơ sở vật chất và xe cứu thương phải luôn luôn được bảo vệ kính thưa quý vị, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 3 tháng 11 đã bác đề xuất của Mỹ về tạm ngừng bắn nhân đạo tại giải Gaza nhằm tạo điều kiện cho người dân sơ tán và tiếp cận nhân đạo. đang có chuyến thăm thứ ba tới Trung Đông chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 3 tháng 11 cho thấy lập trường cứng rắn khi cảnh báo Israel có nguy cơ phá hủy cơ hội hòa bình cuối cùng nếu không hành động nhanh chóng để cải thiện các điều kiện nhân đạo ở Gaza. Ông đồng thời nhắc lại lời kêu gọi tạm dừng xung đột để tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo và thả các con tin. Đây là một trong những cảnh báo mạnh mẽ nhất mà chính quyền Tổng thống Joe Biden gửi tới Israel kể từ khi xung đột nổ ra hôm 7 tháng 10. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ đề xuất này khi nhấn mạnh Israel sẽ không nhượng bộ trừ khi Hamas trả tự do cho tất cả các con tin Chuyến thăm Trung Đông của ông Blinken diễn ra trong bối cảnh những lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ một cuộc xung đột lan rộng. Trong phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tuyên bố phong trào vũ trang tại Lebanon đã tham gia vào cuộc chiến với các cuộc giao tranh diễn ra gần như hàng ngày với quân đội Israel dọc biên giới Lebanon. Lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha đã giải cứu 114 người di cư ngoài khơi quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Nhóm người di cư trên được phát hiện trên một chiếc thuyền gỗ cách đảo Gran Canaria khoảng 13 km về phía nam. Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha tổng cộng đã có khoảng 30.000 người di cư đã đến quần đảo Canary trong vòng 10 tháng đầu năm nay. Dữ liệu cũng cho thấy số người vượt biển từ châu Phi tăng 111% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm phần lớn trong tổng số hơn 43.000 người đến Tây Ban Nha bằng đường biển. Số người di cư đã tăng đột biến kể từ tháng 9 do thời tiết ôn hòa, khiến nỗ lực vượt biển trở nên khả thi hơn. Quần đảo Canary đã trở thành điểm đến chính của những người di cư từ châu Phi do tình hình xung đột tại quê nhà hoặc vì muốn tìm kiếm điều kiện kinh tế tốt hơn. Kính thưa quý vị, ít nhất 5 người thiệt mạng ở Italy sau khi mưa kỷ lục gây lũ lụt khắp Tuscany từ tối mùng 2 tháng 11. Số người chết ở Italy nâng tổng số người chết vì bão Kiaran ở Tây Âu lên 12 người tính từ tối mùng 3 tháng 11. Thống đốc Tuscany Eugenio Gagni cho biết, cơn bão gây ra lượng mưa lớn chưa từng ghi nhận ở khu vực này trong 100 năm qua. Các nhà khoa học khí hậu cho hay biến đổi khí hậu dẫn đến lượng mưa lớn hơn trong những cơn bão như Ciaran và gây thiệt hại nghiêm trọng hơn. Cơn bão đã rút đi ở miền Bắc nước Pháp và bờ biển Đại Tây Dương trong ngày 3 tháng 11, nhưng mưa lớn vẫn tiếp tục ở một số khu vực khi lực lượng chức năng dọn dẹp những khu vực bị ảnh hưởng của mưa bão. Trong khi đó, cũng trong ngày 3 tháng 11, Corsica ở địa Trung Hải đối mặt với những cơn gió dữ dội bất thường lên tới 140 km h và ở các vùng ở Pyrenees, phía tây nam đất nước đã phải phát cảnh báo lũ lụt. Hơn nửa triệu hộ gia đình ở Pháp ghi nhận tình trạng mất điện bước sang ngày thứ hai, chủ yếu ở khu vực Brittany. Tông hỏa bị dừng ở một số khu vực và nhiều con đường vẫn bị đóng cửa. Du lịch London cùng với Lipton, hãy tận hưởng hương vị tuyệt vời của trà Lipton. Bạn có cơ hội trúng chuyến du lịch đến một trong những thành phố nổi tiếng nhất châu Âu thì mua 10 hộp trà Lipton, khách hàng giữ hóa đơn để tham gia bốc thăm trúng thưởng chuyến đi dành cho hai người đến Luân Đôn. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 tại chi nhánh Tamda Foods Praha, nad Labem, Brno và dịch vụ Tamda Express. Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập vào trang web tamdafoods.eu-lipton. Kính thưa quý vị, trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 11 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 đã thảo luận về sự cần thiết chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba. Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam chống lại mọi hình thức áp đặt đơn phương và cấm vận đối với quốc gia có chủ quyền, đồng thời cùng cộng đồng quốc tế phản đối lệnh cấm vận với Cuba. Phát biểu tại cuộc họp, đồng đảo các nước và nhóm các nước chia sẻ những khó khăn mà nhân dân Cuba phải gánh chịu do ảnh hưởng tiêu cực kéo dài của lệnh cấm vận do Mỹ áp đặt suốt hơn 60 năm qua. Các nước cũng kêu gọi Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố và chấm dứt ngay các lệnh cấm vận đối với La Habana. Nếu các lệnh cấm vẫn không được tháo dỡ, các nước lo ngại Cuba sẽ khó hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và các mục tiêu phát triển bền vững thể hiện lập trường nhất quán của việt nam đại sứ đặng hoàng giang trưởng phái đoàn việt nam tại liên hợp quốc đã cùng đông đảo các nước phản đối lệnh cấm vận kinh tế thương mại và tài chính đối với cuba ông cũng nhấn mạnh các biện pháp này đã vi phạm luật pháp quốc tế đi ngược lại các tôn chỉ nguyên tắc cơ bản của hiến trương liên hợp quốc đại sứ đặng hoàng giang tái khẳng định việt nam chống lại mọi hình thức áp đặt đơn phương và cấm vận đối với quốc gia có chủ quyền Chiều ngày 3 tháng 11, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an thông tin đã triệt phá đường dây mại dâm ngàn đô hoạt động trong giới showbiz Việt Nam với quy mô lớn do đối tượng Huỳnh Thanh Thuận sinh năm 1990, quê quán tỉnh Kiên Giang, trú tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Huỳnh Thanh Thuận là chuyên viên trang điểm, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân, stylist. Theo thông tin ban đầu, ngày 24 tháng 10 năm 2023, cục cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, trong đó có các người bán dâm là VTTT là người mẫu hot girl TikToker, HPTH là người mẫu hot Facebooker và LHP, người mẫu hoa khôi ngành làm đẹp châu Á. Đồng thời ngăn chặn một cặp nam nữ chuẩn bị xuất cảnh đi Singapore mua bán dâm với hình thức du lịch nước ngoài, người bán dâm được xác định là TTL là ca sĩ. Từ các tài liệu và chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành triệu tập khám xét khẩn cấp chỗ ở của ba đối tượng về hành vi môi giới mại dâm bao gồm Huỳnh Thanh Thuận, Phạm Đỗ Nhật Duy sinh năm 1985 lao động tự do, trú tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thị Thu Thảo sinh năm 1985 lao động tự do, trú tại tỉnh Kiên Giang. Tại cơ quan điều tra, ba đối tượng này đã khai nhận hoạt động môi giới mại dâm từ đầu năm 2023. Trong quá trình này, Thuận Thảo Duy đã môi giới cho nhiều gái bán dâm, khách mua dâm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng thưa quý vị chiều ngày 3 tháng 11 ban quản lý khu kinh tế dung quất và các khu công nghiệp quảng ngãi xác nhận có vụ nổ bình khí ga CO2 bên trong nhà máy đóng tàu dung quất thuộc công ty công nghiệp tàu thủy dung quất khiến 9 người bị bỏng. Vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều cùng ngày, sau vụ tai nạn, tất cả được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Lãnh đạo khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam xác nhận vào chiều ngày 3 tháng 11, bệnh viện đã tiếp nhận 9 bệnh nhân là người lao động của nhà máy đóng tàu dung quất nhập viện trong tình trạng bị bỏng. Tiếp nhận, bệnh viện đã phân loại mức độ bỏng và xử lý cho từng trường hợp, trong đó có 4 người bị bỏng nặng trên 30%, 5 người còn lại bỏng ở các mức độ thấp hơn. Sau khi xử lý ban đầu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam xác định có 7 bệnh nhân vượt qua khả năng điều trị và làm thủ tục chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị. Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đã có những nhận định ban đầu về nguyên nhân vụ nổ làm 9 người bị thương. Theo đó, nguyên nhân xảy ra sự cố là do nổ van đường ống dẫn dầu bị dò dì. Các công nhân hàn cắt tạo tia lửa gặp hơi dầu phát sinh trong kết chống gây cháy nổ. vâng những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã khép lại điểm tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.